Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Khởi My bất ngờ cập nhật dòng trạng thái thông báo fanpage chính thức với hơn 10 triệu lượt theo dõi của cô đã bị hacker kiểm soát. Điều đáng nói là giọng ca sinh năm 1990 lại có phản ứng rất bình tĩnh trước sự việc này. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Fanpage 10 triệu người theo dõi của Khởi My bất ngờ có những động thái lạ, không phải là những hình ảnh cập nhật cuộc sống Khởi My hàng ngày, mà thay vào đó fanpage này liên tục đăng nhiều video vui nhộn, khá khác với phong cách dùng mạng xã hội của nữ ca sĩ thông thường. Ngay sau đó, Khởi My đã thông báo trên trang cá nhân của mình về việc bị mất fanpage vào tay hacker, là một fanpage trị giá với con số kỷ lục 10 triệu lượt theo dõi. Nhưng Khởi My không tỏ ra lo lắng gì, mà thay vào đó cô nàng còn tinh nghịch dìm hàng ông xã Kelvin Khánh. Dường như Khởi My đang khá bình tĩnh để đối diện với sự cố không mong muốn này. Thay vì cuống cuồng, nữ ca sĩ tỏ ra lạc quan khi Facebook có nguy cơ bị chiếm đoạt. Khởi My chỉ lo lắng việc bị hacker khui ra và đăng tải những clip nóng lên fanpage của mình cho bàn dân thiên hạ chứng kiến. Tuy nhiên, rất may là điều đó đã không xảy ra. Sau khi bị kiểm soát, hacker chỉ chia sẻ những clip hài hước và vô hại lên trang fanpage chính thức của Khởi My. Khởi My thở phào nhẹ nhõm, bị hacker nước ngoài xịn sò hack fanpage rồi. Chắc ảnh nhỏ tuổi nên đăng mấy clip dễ thương, chỉ đăng clip nóng là thấy bà ngộ rồi. Vì thế, nữ ca sĩ đã trấn an người hâm mộ bình tĩnh để cô liên lạc với đơn vị liên quan nhờ xử lý rắc rối này. Hãy bình tĩnh mọi người ơi, khi nào qua tới clip nóng thì mới nguy hiểm, đang xử lý. Vào đầu giờ chiều, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại được quyền quản lý fanpage. Thậm chí cô nàng còn không trách cứ gì tên hacker đã xâm nhập vào trang fanpage của mình. Cuối cùng thì đã xử lý xong và lấy lại cái bay. Hacker cũng khiêu không đăng bài tầm bậy chứ không là chết ngộ rồi. Về phía dư luận, nhiều người treo Khởi My khi thắc mắc không hiểu những clip mà nữ ca sĩ đang nói đến có điều gì đặc biệt khiến cô phải lo lắng đứng ngồi không yên, sợ hacker tung lên mạng. Một lần nữa, tính cách lầy lội của giọng ca người yêu cũ lại khiến cho khán giả cười lăn cười bò. Khởi My là một trong những người đẹp có khiếu hài hước, không ngại hình tượng để sống thoải mái như con người thật của mình. Dù thời gian qua không có quá nhiều hoạt động, nhưng tên tuổi của đôi vợ chồng Khởi My Kevin Khánh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt với truyền thông và người hâm mộ. Sau gần 3 năm về chung một nhà, giọng ca người yêu cũ khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng khi liên tục chia sẻ những hình ảnh đời thường đáng yêu lầy lội của hai vợ chồng. Quen nhau từ năm 2013, khi đóng chung MV, đến nay vợ chồng Khởi My Kevin Khánh đã có hơn 7 năm yêu đương mặn nồng. Chuyện tình cảm của cả hai ngay từ lúc manh nha đã luôn được các fans thích thú ghép đôi và ủng hộ hết mình. Cưới nhau được 3 năm, Khởi My Kevin Khánh vẫn tập trung cho công việc, chưa có dự định sinh con. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.